Dù đã làm đám cưới nhưng Văn Đức và Nhật Linh vẫn như đang yêu xa vì anh chàng bận tập luyện, thi đấu và ít khi ở nhà. Chuyện tình cảm của cặp đôi Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh từ khi yêu đến khi cưới luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau đám cưới ngập tràn hạnh phúc, cô vợ xinh đẹp của Văn Đức chia sẻ khá nhiều chuyện hậu trường giúp Phan hiểu rõ hơn nỗi khổ, cũng như niềm vui khi Nhật Linh cưới một người chồng là cầu thủ nổi tiếng. Cô nàng cũng tâm sự rằng, bởi vì yêu Văn Đức nên Nhật Linh không ngại nghề nghiệp của chồng mà yêu luôn công việc của anh. Dẫu vậy, cô vợ mới cưới của Văn Đức vẫn không khỏi những lúc chạnh lòng khi phải chịu thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác. Văn Đức và Nhật Linh kết hôn sau mấy tháng yêu. Ảnh FBNV mới đây, Nhật Linh tiết lộ cuộc sống vợ chồng sau một tháng sau đám cưới. Trên Instagram cá nhân, vợ Văn Đức chia sẻ video ghi lại cảnh hai vợ chồng sánh bước cùng nhau trên đường về buổi tối. Bước chân chậm rãi của cặp đôi như muốn níu kéo thời gian bởi Văn Đức chỉ đưa vợ về, không ở lại mà quay về nơi đóng quân của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sinh hoạt cùng đồng đội. Thế này thì cưới rồi cũng chẳng khác gì khi đang yêu hay yêu xa ấy mà. Cảnh chồng chở vợ về xong chồng về đội, vợ về nhà. Gần giống với lấy chồng bộ đội luôn rồi, Nhật Linh chia sẻ. Cô nàng ví mình không khác gì người lấy chồng bộ đội. Vì công việc đặc thù của Văn Đức mà hai vợ chồng phải thường xuyên xa nhau. Nhật Linh chỉ được gặp chồng một chút ít rồi lại tạm biệt mỗi người một nơi. Việc đi nghỉ tuần trăng mật của đôi bạn trẻ cũng đang bị trì hoãn vì lịch tập luyện bận bịu của Văn Đức. Video liên quan Phan Văn Đức đang tích cực cùng Sông Lam Nghệ An chuẩn bị cho mùa giải 2020. Ảnh SBNLSOFH trên trí thức trẻ lét, JBlogX, Oi.